Vâng, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hoàng Tâm và xem những video clip về giới thiệu xe cũng như là bàn giao xe. Hôm nay thì là trong cái chuyên mục mà giới thiệu xe thì em sẽ quay cho anh em xem một cái con xe mà bên công ty em đang đặt đóng cho khách hàng. Con N250SL, đó, con này con thùng 4.3 nha anh em. Mà bên công ty của em đã nhận cái đơn hàng đóng thùng có thể gọi là rất là đẹp luôn, full inox, bửng nhôm, full inox 304 bửng nhôm. Mà anh em thấy cái cách thiết kế của cái thùng con xe bên khi mà bên xưởng thùng của anh em đóng á, anh em thấy không, đó, nhu cầu của khách hàng nè là bây giờ muốn đóng cho ảnh là cái thùng full 304 mà bây giờ là bửng nhôm mà phải đi thêm 6 cái đèn chớp nữa. Đây đó, thùng xe rất là nét luôn ha anh em. Chúng ta có cái cản này là cản, này là cản hợp để đi đường dây điện nè, thêm một cái bốn cái đèn led, không thì hai cái đèn chớp ở hai bên nữa. Cái này là bên xưởng thùng họ làm, và ở giữa chúng ta sẽ đục hai cái lỗ để nửa bắt bát đó, thấy không. Ở đây là anh em thấy cái này cái lỗ này gì không, để đút cái tay quay vô mình mở cái bánh sau á, đây nè, đút cái tay quay vô đó. Ở giữa ngay cái khung bao đèn này, cái miếng chụp này là chúng ta sẽ được làm bằng inox dập lá me ha, rất là đẹp luôn anh em thấy nè. Đường mối nối ở đây là mối hàng nó rất là rất là liền lạc, hàng chữ cá nè anh em. Đó, chỉ có những cái xưởng thùng mà họ đóng cao tay mà đóng lâu năm mới đóng được những kiểu thiết kế thùng mà đóng đẹp như thế này để giao đến tay khách hàng. Cho nên là khi mà anh em nhận đơn hàng đóng Hyundai á, lúc nào em cũng tự tin khi nói là bây giờ em tự tin anh em đưa ra cho em bài toán làm sẽ giải quyết cho em được một cái con xe đóng cực kỳ nét luôn. Đây, ốp trụ trên, ốp trụ dưới nè, anh em thấy không, nó được làm bằng inox dập lá me luôn. Đó, cái khóa tôm thì là được bọc cao su, cái này là làm riêng tặng cho khách hàng để bọc lên bọc xuống. Mấy cái này là khi mới đúc á, nó rất là bén, làm cái này để cho cái tay của mình nó được im nhất, mà cái trụ này á, khi mà va đập nhiều á nó sẽ cũng bị trầy, nhưng mà làm cái này thì nó sẽ không trầy mà im hơn nữa. Đó, bửng nhôm ha, phía sau cản hông á là cái dàn ngoài của mình được làm bằng là cản này cản composite. Thì đợt trước em cũng có đóng một con xe giao về bên giao về cho ông chủ trái cây ở Tiền Giang á, đóng cái thùng cũng kiểu vậy nè, rất là đẹp. Cái này là họ chịu chơi đến nỗi inox 304 đến nỗi mà kèo cũng inox 304 luôn nha anh em, không phải là kèo kẽm nha. Đó, thùng này là quá nét luôn anh em. Vết sau quá thì là bằng dập inox lá me nè, 8 gem nha. Đó, sàn là sàn lá me luôn nè. Đó, quá đẹp luôn anh em ơi. Cửa sau thì là bắn nó trong đóng kính. Đó, sàn dập sóng nha, thôi sàn dập lá me nè. Đó, quá tuyệt vời anh em. Thùng dày thì còn đòi nữa, con này đóng trên nền của N250SL. Thì con này N250SL em quay nhiều rồi, cho nên là em sẽ không quay đầu xe, em chỉ tập trung mối vào cái thùng xe cho anh em xem thôi. Đó, đây là mấy cái đèn á, mấy cái đèn của bên đại lý á, là họ gỡ luôn, gỡ ra hết, đi đèn led như thế này. Đó, quá đẹp. Đây, mở ra cho anh em xem cái thùng nè. Cái này em nhìn không mà không có đường nào mà chơi được. Cái thùng này đóng đâu đó cũng cỡ khoảng tầm 90 đâu, 90 hơn, 90 đến 100, trăm mấy là ở cái giá mà nội cái thùng này không đóng á. Nè anh em thấy không, đầu tiên là chúng ta sẽ thấy được là cái mí sàn này rất là dày nha, sàn này là sàn gần 3 ly luôn nha anh em. Nhưng mà đóng là họ lấy cái tấm sàn họ ẹp lên cái khung thùng như thế này đó, khoảng cách khoảng tầm gang tay sẽ có một cái mối hàng, anh em thấy không, hàng dãy cá, hàng này là hàng máy đỉnh nè. Đó, đây hai tấm sàn ghép lại nha, và thùng của chúng ta thì được chia ra làm một lượt là hai cái dĩ, hai cái dĩ tách biệt ra, chứ không phải là xương như một số đơn vị đóng á, là cái trụ giữa nó sẽ đỡ nguyên cái bệ dĩ luôn. Thì nó làm vậy thì chúng ta có thể dễ dàng xẻ ra để mở thay cái cánh rơi nếu sau này mà anh em cần. Đó, kèo nè, ôi inox luôn, 304 luôn. Đó, dập sóng, nó lộn dập dập lá me. Đó, dập lá me nét quá anh em. Đó, thì con này nếu mà anh em bây giờ muốn đóng theo những cái thùng như thế này thì vui lòng liên hệ với em để được nhận được một cái báo giá đóng thùng tốt nhất, cũng như là chắc chắn khi mà đưa ra cho em những cái quy cách thùng mà full inox như thế này, em sẽ đóng cho anh em được một cái thùng gọi là
ưng ý nhất có thể, anh em trao cho em niềm tin, em sẽ trao cho anh em lại một sản phẩm chất lượng và thẩm mỹ đó. Thì con N250S này nếu mà anh em lấy thùng tiêu chuẩn hiện tại á, thì nó khoảng tầm 595 là lăn bánh ha. Và hiện tại đối với dòng xe Hyundai á, nó có rất là nhiều kiểu quy kết thùng đóng, như là thùng full inox 304, khi anh em đóng chở cá hoặc là anh em chở rau thì có thể là đóng cỡ 430, hoặc là anh em nào mà chịu chơi hơn như anh khách hàng này thì đóng bửng nhôm, hoặc là chúng ta để đóng ở một số chỗ bằng inox thôi đó, vật tư nó sẽ phát sinh khi mà anh em có nhu cầu, rồi em sẽ báo giá chi tiết tổng hợp lại nhu cầu và cho anh em được một mức giá hợp lý nhất để đóng thùng ha. Rồi thì video xin được kết thúc tại đây nha. Chào mọi người, và đây là cái xung quanh xưởng thùng của bên Phạm Nguyễn bên em. Rất là nhiều xe Hyundai để bên em đóng, một tự tin là một trong những cái xưởng thùng đóng xe chuyên về Hyundai lớn nhất tại miền Nam. Chào mọi người nha.